Hi, xin chào các bác, chào tất cả mọi người. Em lại view cho các bác cái mẫu điều hòa Panasonic, cái mẫu 12.000 full tính năng, lừng lìa rộn ràng. Đấy các bác nhá. Máy 12 các bác. Với giá chỉ có là 5.8 đủ đồ, 5.8 tức là có cả bực tôn, giá treo mặt lạnh, điều khiển và cục đổi nguồn các bác nhá. Máy 12.000 full tính năng với giá chỉ có 5.8 các bác. Đấy, máy 12. Rồi em sẽ view về thông số các bác nhá. Em view rất là ngắn thôi. Cái này 289A. Đấy, mà lạnh nặng 10 cân, chạy ga 410, điện 100V các bác ạ. 820W các bác nhá. Bên trong nó đây. Bên trong nó chung cũng khá là ok luôn các bác nhá. Rất sạch sẽ gọn gàng. Máy 12. Full tính năng luôn các bác nhá. Lưng nia rộn ràng. Đây. Cục nóng đây. Đấy. 289A. Nặng 30,5 cân, rất là nặng. 1,1 kg 410. Đây. Rất đẹp luôn các bác nhá. Máy 12.000 mà full tính năng, lưng nhiên rộn ràng, tất cả mọi thứ đều chạy hoàn hảo, test ok hết, ga cộ, điện đóm đều ok các bác nhá. Với giá chỉ 5.8 thì bao gồm cả cục đổi nguồn này, giá treo mặt lạnh này và điều khiển zin bản luôn các bác nhá. Đấy, các bác cần alo em số alo là 096 1519 122. Ok các bác nhá. Đấy. Các bác cần alo chứ em. Hôm nay mấy ngày này em rất là bận nên giờ thời gian view cho bác xem. Em view video rất là ngắn thôi. Bác cần inbox chưa? Ok, cảm ơn các bác.